Kết quả thăm dò của APNORC, một tổ chức hợp tác giữa hãng tin AP và tổ chức nghiên cứu xã hội NORC thuộc Đại học Chicago, vừa được công bố cho thấy đa số người Mỹ được hỏi có cảm giác bất an về chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm nay, khi chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra cuộc bầu cử chính thức. Theo kết quả thăm dò được tiến hành đối với 1.233 người trưởng thành từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 10, cứ 10 người được hỏi thì có 7 người bày tỏ lo lắng hoặc thất vọng và tỷ lệ tương tự tỏ ra quan tâm đến chiến dịch tranh cử. Chỉ khoảng 30% cho biết họ hào hứng với cuộc chạy đua giữa hai ứng cử viên Kamala Harris và Donald Trump. Một số nhóm thậm chí còn lo ngại hơn thời điểm cách đây 4 năm, dù cuộc bầu cử khi đó diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành. Năm 2020, kết quả cuộc thăm dò của cùng một cơ quan này cho thấy khoảng 65% số người Mỹ được hỏi lo ngại về cuộc bầu cử. Với thành viên của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, mức độ lo lắng cũng cao hơn một chút. Khoảng 80% số thành viên đảng Dân chủ được hỏi bày tỏ lo lắng, tăng nhẹ so với tỷ lệ khoảng 75% trong cuộc bầu cử trước. Khoảng 65% thành viên đảng Cộng hòa cũng có cảm giác này, tăng 5% so với hồi năm 2020. Sai số của cuộc thăm dò này là khoảng 3,6%. Cảm giác bất an bao trùm cử tri Mỹ vào tuần cuối của chiến dịch vận động tranh cử. Cuộc đua giữa hai ứng cử viên rất sát sao trên cả nước, cũng như tại các bang dao động quan trọng. Khi các kết quả thăm dò gần đây cho thấy, cả ông Trump và bà Harris đều không có lợi thế đáng kể hơn so với đối thủ. Trong khi đó, 30 tháng 10, một tòa án tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ đã triệu tập tỷ phú Elon Musk liên quan đến vụ kiện về việc tổ chức chính trị của ông tặng $1,000,000 cho cử tri trước ngày bầu cử tổng thống sắp diễn ra. Trước đó, Văn phòng Cơ quan Tư pháp Philadelphia ngày 28 tháng 10 đã khởi kiện America PAC, một ủy ban hành động chính trị do ông Musk thành lập nhằm tài trợ cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Văn phòng này khởi kiện ông Musk về việc tặng tiền ngẫu nhiên cho cử tri tại các bang chiến địa. Bên nguyên đơn cho rằng việc tặng tiền này là trò xổ số trái phép, dụ dỗ cư dân bang Pennsylvania để cung cấp dữ liệu cá nhân của họ. Thẩm phán đã ra lệnh tất cả các bên trong vụ kiện phải có mặt tại tòa án ở Philadelphia vào ngày 31 tháng 10. Đại diện của America PAC và của ông Musk chưa phản hồi về yêu cầu triệu tập trên. Vị tỷ phú này trước đó cam kết cho đến ngày bầu cử mùng 5 tháng 11, mỗi ngày ông sẽ tặng $1,000,000 cho một cử tri ngẫu nhiên ký vào bản kiến nghị trực tuyến ủng hộ tu chính án thứ nhất và thứ hai liên quan đến quyền phát ngôn và sở hữu vũ khí. Bộ Tư pháp Mỹ gửi thư cảnh báo America PAC rằng việc tặng tiền cho cử tri có thể vi phạm luật liên bang, vốn cấm trả tiền cho người dân để đăng ký bỏ phiếu. Chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump phần lớn phụ thuộc vào các nhóm vận động cử tri bên ngoài. Điều này đồng nghĩa với việc America PAC, bên ủng hộ nhiệt thành đối với chiến dịch tranh cử của vị cựu Tổng thống, đóng vai trò rất quan trọng đối với ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Liên quan đến các vụ phóng hỏa thùng phiếu, cơ quan chức năng Mỹ ngày 30 tháng 10 cho biết người đàn ông bị tình nghi phóng hỏa các thùng phiếu ở Oregon và tiểu bang Washington là một công nhân lành nghề và có thể đang lên kế hoạch tiếp tục đốt thùng phiếu. Các nhà điều tra tin rằng người đàn ông đặt các thiết bị gây cháy tại các thùng phiếu ở Portland, Oregon và Vancouver, Washington có nhiều kinh nghiệm trong việc chế tạo hàn và kim loại. Người phát ngôn của cảnh sát Portland Mike Brenner cho biết cách các thiết bị được chế tạo và cách chúng được gắn với các thùng phiếu kim loại cho thấy chuyên môn đó. Nhà chức trách mô tả, nghi phạm là một người đàn ông da trắng, tuổi từ 30 đến 40, bị hói hoặc có mái tóc rất ngắn. Cảnh sát trước đó cho biết, video giám sát cho thấy người đàn ông lái chiếc Volvo S60 2001 đến 2004 màu đen hoặc tối màu. Chiếc xe không có biển số phía trước, nhưng có biển số phía sau với các chữ cái hoặc số không xác định được. Một nhân viên điều tra giấu tên cho biết, các thiết bị gây cháy được đánh dấu bằng thông điệp Gaza tự do. Một thiết bị được đặt tại một thùng khác ở Vancouver hồi đầu tháng này có thêm dòng chữ Palestine tự do. Các nhà điều tra đang cố gắng xác định người chịu trách nhiệm và động cơ của các vụ nghi phóng hỏa thùng phiếu này. Các nhà chức trách đang cố gắng tìm hiểu xem liệu nghi phạm thực sự có quan điểm ủng hộ Palestine hay sử dụng thông điệp đó để cố gắng tạo ra sự nhầm lẫn. Hình ảnh giám sát đã ghi lại cảnh một chiếc Volvo tấp vào một thùng phiếu ở Portland ngay trước khi nhân viên an ninh gần đó phát hiện ra hỏa hoạn. Hàng trăm lá phiếu đã bị cháy xém mặc dù thùng phiếu có hệ thống dập lửa ở bên trong. Nhân viên bầu cử đã xác định được 488 lá phiếu bị hư hỏng và tính đến tối 29 tháng 10, 345 trong số những cử tri bỏ phiếu đã liên hệ để lấy phiếu thay thế. 6 trong số các lá phiếu không thể xác định được và cơ quan chức năng cho biết số lượng chính xác các lá phiếu bị phá hủy không được biết vì một số có thể đã bị đốt cháy hoàn toàn thành tro.
Chính phủ Mỹ đã lên tiếng về các vụ phóng hỏa thùng phiếu và cho biết đang phối hợp với các quan chức tiểu bang để cung cấp các lá phiếu thay thế sau khi các lá phiếu bị phá hủy trong các thùng bỏ phiếu ở các bang Washington và Oregon, Tây Bắc Hoa Kỳ. Đó là việc không thể chấp nhận được. Mọi người Mỹ đủ điều kiện đều có quyền lên tiếng. Chúng tôi đang làm việc với các quan chức tiểu bang, cung cấp phiếu bầu thay thế cho những người bị ảnh hưởng và đang làm việc để bảo vệ, chống lại các sự cố trong tương lai. Theo tờ Wall Street Journal, giới chức và chuyên gia kinh tế nước ngoài lo ngại rằng chiến thắng của ông Trump có thể dựng lên một loạt rào cản thương mại mới trên toàn thế giới và dẫn tới tình trạng lãi suất cao lâu hơn. Đó là một sự kết hợp có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực đối với các nền kinh tế với triển vọng tăng trưởng yếu của thế giới. Những người có lập trường ủng hộ thương mại tự do đã lo ngại về việc ông Trump trở lại Nhà Trắng kể từ khi ông giành được đề cử của Đảng Cộng Hòa vào mùa hè năm nay. Mối lo của họ càng lớn hơn sau khi ông Trump đưa ra kế hoạch áp thuế quan lên hàng hóa nhập khẩu và khi một số cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy khả năng thắng cử của ông Trump nhỉnh hơn so với phó tổng thống Kamala Harris. Mối bất an trên phản ánh một thực tế rằng chính sách thương mại của Mỹ có thể ảnh hưởng tới các nền kinh tế khác nhiều hơn so với ảnh hưởng đến chính nền kinh tế Mỹ. Tại Mỹ hiện nay, tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức thấp, tăng trưởng kinh tế duy trì ổn định và thị trường chứng khoán trên đà tăng mạnh. Tất cả đều phản ánh một nền kinh tế có thể trụ vững mà không phải chịu tổn thất nặng nề trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến thương mại hoặc lãi suất tăng cao. Trong khi đó, triển vọng của các nền kinh tế khác kém lạc quan hơn, dẫn tới mức độ dễ bị tổn thương cao hơn. Tuần trước, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo tổng sản phẩm trong nước của Mỹ sẽ tăng 2,2% trong năm tới so với mức tăng trưởng 1,5% ở Anh, 1,2% ở khu vực đồng euro và 1,1% ở Nhật Bản. Đối với giới chức kinh tế châu Âu, kế hoạch áp thuế quan mới của ông Trump, đặc biệt là mức thuế nặng tay đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ, là mối quan tâm chính. Trong chiến dịch tranh cử này, ông Trump đã đưa ra ý tưởng áp thuế 10% lên tất cả hàng hóa vào Mỹ và riêng hàng Trung Quốc sẽ bị áp thuế thêm 60%. Tại chuỗi sự kiện thường niên của IMF ở Washington vào tuần trước, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde nói rằng các rào cản thương mại mới có thể làm gia tăng áp lực lạm phát trên toàn thế giới và có thể làm giảm GDP toàn cầu tới 9% trong kịch bản xấu nhất. Theo giới chuyên gia kinh tế, một sự đổ vỡ trong thương mại Mỹ-Trung thậm chí có thể gây thiệt hại cho các quốc gia khác nhiều hơn mức thuế quan khiêm tốn mà ông Trump dự tính áp dụng với tất cả các hàng hóa nhập khẩu. Các chuyên gia lo ngại rằng các công ty Trung Quốc sẽ chuyển hướng một phần lượng hàng hóa trị giá 420 tỷ đô la mà họ xuất khẩu sang Mỹ hàng năm, sang châu Âu và các thị trường khác, dẫn tới một cuộc xung đột thương mại toàn cầu rộng lớn hơn. Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đã bùng lên kể từ khi ông Trump trong nhiệm kỳ cầm quyền đầu tiên mạnh tay áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc. Nhiều thuế quan trong số đó đã được Tổng thống Joe Biden duy trì. Bên cạnh những lo ngại về thuế quan, một số chuyên gia kinh tế và nhà đầu tư bên ngoài Mỹ nhận thấy khả năng lãi suất sẽ được Mỹ giữ cao lâu hơn cũng là một vấn đề đáng lo ngại. Họ lo rằng không chỉ thuế quan mới mà cả thâm hụt ngân sách gia tăng của Mỹ cũng có thể đẩy áp lực lạm phát ở Mỹ lên cao hơn, từ đó khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn. Giới phân tích dự báo, kế hoạch chi tiêu công của ông Trump và bà Harris sẽ đều làm khối nợ liên bang phình to hơn. Nhưng kế hoạch của ông Trump sẽ khiến Washington phải vay nợ nhiều hơn so với kế hoạch của bà Harris. Ủy ban ngân sách có trách nhiệm ước tính rằng kế hoạch của bà Harris có thể khiến thâm hụt ngân sách của Mỹ tăng thêm 3,5 nghìn tỷ đô la trong một thập kỷ tới. Còn kế hoạch của ông Trump có thể dẫn tới mức thâm hụt 7,5 nghìn tỷ đô la trong cùng khoảng thời gian. Theo báo cáo của một nhóm nghiên cứu kinh tế, niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đang gia tăng khi ngày bầu cử sắp tới gần. Báo cáo của The Conference Board công bố ngày 29 tháng 10 cho biết, chỉ số lòng tin người tiêu dùng Mỹ đã tăng mạnh từ mức 99,2 của tháng 9 năm nay lên 108,7 điểm trong tháng 10 này, đánh dấu mức tăng lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2021. Trước đó, các nhà phân tích đưa ra dự báo rằng chỉ số này sẽ tăng nhẹ hơn vào khoảng 99,3 điểm trong tháng 10 năm nay. Chỉ số lòng tin người tiêu dùng là thước đo đánh giá của người dân Mỹ về tình hình kinh tế hiện tại và triển vọng trong 6 tháng tới. Thước đo kỳ vọng ngắn hạn của người tiêu dùng Mỹ về thu nhập, kinh doanh và thị trường lao động tăng lên 89,1 điểm trong tháng 10, vượt qua ngưỡng 80 điểm, vốn được coi là mức báo hiệu nguy cơ suy thoái trong tương lai gần. Tỷ lệ người tiêu dùng Mỹ dự đoán kinh tế nước này rơi vào suy thoái trong 12 tháng tới cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi The Conference Board bắt đầu khảo sát chỉ số này vào tháng 7 năm 2022. Đánh giá của người tiêu dùng về tình hình hiện tại cũng tăng 14,2 điểm, đạt mức 138 điểm. Bà Dana Peterson,
nhà kinh tế trưởng của The Conference Board cho biết, đánh giá của người tiêu dùng về tình hình kinh doanh hiện tại đã chuyển sang tích cực. Nhận định về cơ hội việc làm hiện tại cũng phục hồi sau vài tháng ảm đạm, phản ánh qua dữ liệu khả quan hơn của thị trường lao động. Báo cáo từ chính phủ Mỹ hồi đầu tháng này cho biết, kinh tế Mỹ tạo ra 254.000 việc làm trong tháng 9, cao hơn dự đoán, và tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 4,1%. Báo cáo việc làm tháng 10 dự kiến sẽ được công bố vào ngày 1 tháng 11. Cũng trong ngày 29 tháng 10, Bộ Lao động Mỹ cho biết, số vị trí việc làm còn trống của nước này đang giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2021, có thể báo hiệu thị trường lao động đang mất đà. Tuy nhiên, số vị trí việc làm còn trống vẫn đang ở mức cao hơn so với trước đại dịch. Quyết định cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trong hơn 4 năm qua của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vào tháng 9 thể hiện sự tập trung mới nhằm hỗ trợ thị trường lao động đang suy yếu. Các nhà hoạch định chính sách Fed cũng dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất chủ chốt sâu hơn trong hai cuộc họp cuối năm và dự kiến thực hiện 4 lần giảm lãi suất nữa vào năm 2025. Mặc dù thị trường lao động đã chậm lại, nhưng số lượng người lao động bị sa thải của Mỹ ở mức thấp kỷ lục và tiền lương vẫn tiếp tục tăng trưởng với tốc độ ổn định. Tài sản ròng của hộ gia đình đã tăng lên nhờ sự bùng nổ của thị trường chứng khoán và giá nhà cao hơn. Lượng tiết kiệm vẫn ở mức cao và lạm phát cũng đã hạ nhiệt đáng kể, giúp các hộ gia đình giảm bớt gánh nặng, đặc biệt là những gia đình thu nhập thấp. Chi tiêu của người tiêu dùng chiếm gần 70% hoạt động kinh tế của Mỹ và được các nhà kinh tế theo dõi sát sao để đánh giá tâm lý người tiêu dùng. Người dân Mỹ, những người coi kinh tế là vấn đề hàng đầu trong cuộc bầu cử, đã phải đối mặt với giá thực phẩm và nhà ở tăng cao, mặc dù nền kinh tế Mỹ đã vượt qua nguy cơ suy thoái và tiếp tục hoạt động tốt hơn so với các quốc gia khác trên thế giới. Theo khảo sát của các chuyên gia kinh tế, GDP của Mỹ trong quý 3 năm nay dự kiến tăng 3%, ngang bằng với tốc độ tăng trưởng trong quý 2. Ngày 30 tháng 10, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa đã mặc áo bảo hộ, đi xe chở rác đến Green Bay, bang chiến trường Wisconsin trong nỗ lực cuối cùng nhằm thu hút cử tri trước ngày bầu cử. Dù các hoạt động tranh cử chính thức đã khép lại, cả ông Trump và bà Harris đều đang tận dụng những ngày cuối trước cuộc bầu cử để tới vận động ở các bang chiến trường, khi bất cứ sơ sẩy nào của người này cũng có thể mang lại lợi thế to lớn cho người kia. Hành động ngồi xe rác của ông Trump, một cựu ngôi sao truyền hình thực tế, nhằm hướng sự chú ý của dư luận tới phát ngôn một ngày trước của Tổng thống Mỹ Biden, nhắm vào những người ủng hộ ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, trong bối cảnh chiến dịch của ông đang hứng chỉ trích vì vạ miệng của diễn viên hài Tony Hinchcliffe. Khi được mời tới phát biểu từ cuộc vận động tranh cử của ông Trump ở New York tối 27 tháng 10, Hinchcliffe đã đưa ra những câu đùa mang tính phân biệt chủng tộc, như mô tả Puerto Rico là hòn đảo đầy rác rưởi trôi nổi giữa đại dương. Phát biểu này đã vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội từ dư luận Mỹ, trong đó có cả Tổng thống Biden, khi ông trò chuyện qua Zoom với Voto Latino, một nhóm vận động cử tri gốc Latin. Thứ rác rưởi duy nhất đang trôi nổi ngoài kia là những người ủng hộ ông Trump. Ông Biden phát biểu, dường như không có trong kịch bản, coi thường người Latin là quá mức, không đúng với tinh thần Mỹ. Ông Biden sau đó nhanh chóng đăng bài trên mạng xã hội để làm rõ về phát biểu này. Việc ông ấy bôi xấu người gốc Latin là vô lương tâm, đó là tất cả những gì tôi muốn nói, Tổng thống Mỹ giải thích. Totally contrary to everything we've done, everything we've been. Sau phát biểu của ông Biden, Nhà Trắng hôm thứ Tư 30 tháng 10 đã cho biết, bình luận rác rưởi của Tổng thống Biden không đề cập đến những người ủng hộ Tổng thống Trump nói chung. Ông ấy không xem những người ủng hộ ông Trump hay bất kỳ ai ủng hộ ông Trump là rác rưởi. Đó không phải là những gì ông ấy nhìn nhận. Tuy nhiên, chiến dịch của ông Trump đã nhanh chóng chớp lấy thời cơ từ phát biểu này của ông Biden để công kích Tổng thống Mỹ và cả bà Harris, cấp phó của ông. Họ cho rằng phát ngôn này chứng tỏ bộ đôi Biden-Harris coi thường những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa. Về phần mình, khi ngồi trên xe rác, ông Trump tuyên bố không có trách nhiệm về xin lỗi người dân Puerto Rico sau bài diễn văn của diễn viên hài Hinchcliffe. Tôi không biết diễn viên hài đó là ai, cũng chưa từng gặp. Tôi yêu Puerto Rico và Puerto Rico yêu tôi. Trước đó, cả bà Harris và ông Trump đã khép lại chiến dịch vận động tranh cử với các cuộc meeting mang những thông điệp khác nhau. Trong đó, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tập trung công kích đối thủ, cáo buộc động cơ tranh cử của ông Trump là trả thù và bất mãn, thay vì mang lại lợi ích cho người dân. Bà cam kết đoàn kết đất nước, hứa sẽ lắng nghe những người không bỏ phiếu cho bà. Còn nhóm của ông Trump đang tập trung củng cố nội bộ Đảng Cộng Hòa và tiếp cận cử tri không thường xuyên đi bỏ phiếu, những người thất vọng với tình hình nước Mỹ và mong muốn có sự thay đổi. Ứng cử viên Cộng Hòa tuyên bố sẽ tiến hành chiến dịch trục xuất người nhập cư bất hợp pháp lớn nhất trong lịch sử, đồng thời áp đặt thuế quan rộng rãi nhằm tạo ra nguồn thu ngân sách và thúc đẩy sản xuất ở Mỹ. Thách thức đối với bà Harris và ông Trump là phải giành được mọi lá phiếu có thể từ những người còn chưa quyết định bầu cho ai, đặc biệt ở 7 bang chiến trường,
bởi chỉ một nhóm cử tri nhỏ cũng có thể quyết định người thắng trong cuộc đua, được đánh giá là sít sao bậc nhất mọi thời đại. Hàng triệu người Mỹ sẽ đi bỏ phiếu ngày 5 tháng 11 để bầu ra Tổng thống thứ 47 của đất nước. Hơn 47 triệu người đã bỏ phiếu sớm, trong đó có Tổng thống Joe Biden. Trong cuộc bầu cử Mỹ lần này, sự chú ý lại tiếp tục đổ về một địa phương mà từ năm 1980 đến nay, trong mọi kỳ bầu cử, hễ cử tri của địa phương này bầu cho ai là người đó thắng. Đó là hạt Clayham, nằm ở phía tây bắc tiểu bang Washington, Mỹ. Nơi đây được nhiều người gọi với biệt danh là hạt Bellwether, tức là hạt chỉ báo về xu hướng mà trong các cuộc bầu cử được sử dụng để dự đoán xu hướng bỏ phiếu ở các khu vực khác. Kể từ khi hạt này bầu cho ông Ronald Reagan vào năm 1980, trong suốt 40 năm qua, cử tri hạt Clayham đã bầu 6 ứng cử viên Cộng hòa và 5 ứng cử viên Dân chủ cho vị trí điều hành nước Mỹ và lần nào cũng đúng. Có nhiều giả thuyết giải thích vì sao hiện tượng chính trị độc đáo này lại tồn tại trong suốt những năm qua. Tuy nhiên, chưa có lý giải nào chính xác. Chủ đề bao trùm được nhắc tới là các khu vực nông thôn nhất nghiêng về đảng Cộng hòa, trong khi các khu vực đông dân hơn lại nghiêng về đảng Dân chủ. Phía tây của hạt chúng tôi thiên về sản phẩm rừng, công nghiệp và kinh tế liên quan đến đất đai. Còn phía đông của hạt chúng tôi thiên về nghỉ hưu hơn. Những người chuyển từ các vùng khác của Washington và California, họ có một số loại nghề nghiệp chuyên nghiệp hơn, rồi họ chuyển đến đây vì khí hậu hoặc địa điểm. Và vì vậy tôi nghĩ rằng hai nhóm đa dạng đó chắc là họ bỏ phiếu cho các lợi ích mà họ có. Và mọi chuyện cứ thế mà diễn ra. Chúng tôi là một hạt đa dạng hơn nhiều so với các hạt nông thôn khác. Có thể nhìn bên ngoài thì không giống thế, nhưng mà anh biết đấy, tất cả chúng tôi đều nổi bật ở đây trong các lĩnh vực của chúng tôi. Chúng tôi thực sự là một hạt khá đa dạng. Anh biết không, chúng tôi có nhiều điểm chung hơn là sự khác biệt, tôi nghĩ như vậy. Và vì vậy, có thể tìm thấy những người như thế, có cùng một loại dung cảm. Tôi nghĩ đấy là một trong các lý do. Trong cuộc bầu cử năm nay, những yếu tố được cho là ảnh hưởng đến lá phiếu của các cử tri Clayham là kinh tế, nhập cư và quyền phụ nữ. Cuộc đua vào Nhà Trắng hiện đang nóng hơn bao giờ hết, khi chỉ chưa đầy một tuần nữa sẽ bước vào ngày bầu cử chính thức. Tỷ lệ giữa hai ứng cử viên, bà Kamala Harris và ông Donald Trump vẫn đang rất xích xào. Liệu lần này, sự lựa chọn của các cử tri hạt chỉ báo có còn chính xác, tiếp tục kỷ lục sau 40 năm, hay năm 2024 sẽ là lần đầu tiên kỷ lục này bị phá vỡ? Người ta sẽ phải đợi đến sau ngày 5 tháng 11 mới có được câu trả lời. Các giáo sĩ Hindu ở tiểu bang Telangana, miền Nam Ấn Độ, đang tiến hành các nghi lễ cuối cùng trong khóa lễ cầu nguyện cho ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ Kamala Harris chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 tới đây. Khóa lễ kéo dài 11 ngày do Quỹ Giáo dục Shyamala Gopalan, một tổ chức từ thiện được thành lập để vinh danh mẹ của bà Harris, tổ chức. Mẹ của bà là tiến sĩ khoa học y sinh Shyamala Gopalan, người đã di cư đến Hoa Kỳ khi mới 19 tuổi vào năm 1958. Chúng tôi bắt đầu khóa lễ này từ ngày 20 tháng này, cầu xin sự ban phước thiêng liêng của thần Raja Shyamala Devi để bà Kamala Harris thành công trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Chúng tôi thành lập quỹ này năm 2018. Năm 2020, chúng tôi cũng đã làm lễ cầu nguyện cho bà Harris và bà ấy đã thành công trở thành Phó Tổng thống Hoa Kỳ. Tại Cuba, người dân quốc đảo này cũng đang theo dõi chặt chẽ diễn biến cuộc bầu cử ở Mỹ. Theo nhiều người, cuộc bầu cử có thể mang tính quyết định với Cuba khi đất nước đã rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế khiến cuộc sống của nhiều người dân rất khó khăn. Trong nhiều thập kỷ, Mỹ đã áp đặt lệnh cấm vận thương mại và tài chính đối với Cuba, góp phần gây ra tình trạng thiếu hụt lương thực, nhiên liệu và thuốc men nghiêm trọng. Việc ông Trump đưa Cuba vào danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố vào cuối nhiệm kỳ Tổng thống 2017-2021 đã mở ra thêm nhiều lệnh trừng phạt hơn đối với quốc đảo này. Bất chấp việc có nhiều lời kêu gọi quay trở lại nỗ lực bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Cuba của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Biden vẫn duy trì chính sách đối với Cuba được áp dụng từ thời chính quyền Tổng thống Trump, bao gồm 243 lệnh trừng phạt bổ sung và chỉ định Cuba là nước tài trợ cho khủng bố, gây thiệt hại khoảng hơn 164 tỷ đô la cho quốc gia này trong 6 thập kỷ qua. Với tình hình Cuba rất dễ bị tổn thương và đặc điểm của Trump với tư cách là một nhà lãnh đạo chính trị, tôi nghĩ rằng ông ấy có thể tìm kiếm áp lực lớn hơn, áp lực tối đa để đạt được những gì mà Mỹ luôn mong muốn. Có lẽ theo quan điểm của Mỹ, quả đã chín, nó sẽ rụng. Và đây sẽ là thời điểm để hái.
Vì vậy, tôi không mong đợi gì nhiều ngoài lệnh trừng phạt nhiều hơn từ Trump. Tôi không biết nền kinh tế Cuba có thể phát triển mạnh hay không với ông Trump, nhưng ở Hoa Kỳ, nền kinh tế phát triển rất nhiều với ông ấy. Và việc có nhiều người thân và người Cuba ở đó có thể giúp ích cho các doanh nghiệp ở đây. Mọi thứ họ gửi từ Hoa Kỳ về đều có thể thúc đẩy nền kinh tế Cuba. Ông Trump, ngay từ lúc này khi chưa biết có thành được Tổng thống hay không, đã nói rằng ông ấy sẽ xóa bỏ giấy nhập cảnh I-220A vào Hoa Kỳ, rằng ông ấy sẽ trục xuất tất cả những người nhập cư và ông ấy sẽ nghiền nát chúng tôi bằng lệnh phong tỏa. Nếu ngay bây giờ tình hình chúng tôi đang là xấu thôi, thì khi ông ấy xuất hiện, mọi người sẽ phải chết vì ông ấy sẽ kết liễu chúng tôi. Bà Kamala là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, và tôi nghĩ với bà Kamala, tình hình kinh tế và các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ sẽ được cải thiện. Nếu ông Trump thắng, chúng ta sẽ phải đối mặt với một chính sách ngạo mạn, tức là sẽ đóng cửa quyền vào Mỹ của người Cuba. Tình hình này có thể tạo ra cả các vấn đề quản trị nội bộ ở Cuba, do những người đang bị mắc kẹt, những người đang bị ngắt kết nối với thực tế của Cuba, nhưng đồng thời cũng không thể đến được với thiên đường mơ ước là Hoa Kỳ. Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ gây ra vấn đề cho Cuba. Không có van thoát hiểm di cư sẽ gây ra vấn đề với Cuba. Nhưng đồng thời, một chiếc van mở khoảng cách quá lớn cũng mang tới sự trống rỗng cho đất nước. Vì vậy, tôi nghĩ rằng sự cân bằng chỉ có thể tìm thấy với một chính quyền dân chủ sẽ đảm nhận các đường lối chính trị của giai đoạn cuối của ông Obama. Con una administración demócrata, pero que asumiera los códigos de la última etapa de Obama. Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 sắp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng và cạnh tranh khốc liệt giữa hai ứng cử viên chính, cựu Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa và Phó Tổng thống Kamala Harris của Đảng Dân Chủ. Đối với Nga, kết quả của cuộc bầu cử này không chỉ đơn thuần là một sự kiện chính trị, mà còn có thể ảnh hưởng sâu sắc đến mối quan hệ giữa Moscow và Washington. Nga từ lâu đã coi trọng kết quả của bất kỳ cuộc bầu cử tổng thống nào tại Mỹ. Theo nhiều phân tích, Moscow có thể đang hy vọng vào chiến thắng của ông Trump, người mà họ tin sẽ chấm dứt chính quyền dân chủ hiện tại. Tuy nhiên, các nhà phân tích Nga lại cho rằng quan điểm này có phần rời xa thực tế. Họ nhấn mạnh rằng lập trường không thân thiện của Mỹ đối với Nga khó có thể thay đổi, bất kể ai trở thành chủ nhân mới của Nhà Trắng. Chính quyền Nga hiện vẫn giữ khoảng cách, không công khai ủng hộ ứng cử viên nào. Điều này xuất phát từ hậu quả của cuộc bầu cử năm 2016, khi Nga bị Mỹ cáo buộc can thiệp để ủng hộ ông Trump. Cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller sau đó không tìm thấy bằng chứng về sự phối hợp trực tiếp giữa chiến dịch bầu cử của ông Trump và Moscow. Vào tháng 9 năm nay, Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra bình luận trêu chọc về việc Nga muốn bà Harris giành chiến thắng, với lý do là tiếng cười lây lan của ứng cử viên Đảng Dân Chủ này khiến Moscow ưu ái bà hơn. Điều này dẫn đến tuyên bố từ Washington kêu gọi Moscow ngừng bình luận về cuộc tranh cử ở Mỹ, trong khi Điện Kremlin và các quan chức cấp cao của Nga làm rõ rằng đó chỉ là một lời nói đùa. Nhà báo Nga Andrei Sitov cho rằng, sự khác biệt giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa là rất rõ ràng trong một số lĩnh vực quan trọng. Đối với bà Harris, ông cho biết, Phó Tổng thống Mỹ nếu thắng cử sẽ có sự háo hức của một người mới đảm nhiệm cương vị lãnh đạo cao nhất, sẵn sàng hành động để chứng minh bà ấy phù hợp với vị trí Tổng thống. Điều này khiến nhiều người lo ngại về khả năng xảy ra xung đột hạt nhân. Ngược lại, ông Trump được coi là một nhân vật không khai mào các cuộc chiến tranh mới và ủng hộ an ninh hạt nhân. Nhà phân tích người Nga Konstantin Kalashev cho biết, mặc dù ông Trump không hoàn toàn đáp ứng kỳ vọng của Nga trong nhiệm kỳ đầu tiên, Moscow vẫn hy vọng có thể đạt được sự hiểu biết tốt hơn trong nhiệm kỳ 2 tiềm năng. Chuyên gia Kalashev cũng chỉ ra rằng, ông Trump coi Trung Quốc, chứ không phải Nga, là đối thủ cạnh tranh địa chính trị chính của Mỹ và có thể tìm cách kéo Nga ra khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc thông qua một số nhượng bộ nhất định. Một yếu tố quan trọng khác liên quan đến cuộc bầu cử, theo chuyên gia Kalashev, là vụ bê bối xung quanh Hunter Biden, con trai của Tổng thống Joe Biden. Ông Hunter từng làm việc cho Burisma, một công ty khí đốt ở Ukraine, trong khi ông Biden là phó tổng thống Mỹ dưới thời chính quyền Obama, tham gia vào việc hoạch định chính sách của Mỹ về Ukraine. Điều đó làm dấy lên lo ngại về xung đột lợi ích, khi những người chỉ trích cho rằng Tổng thống Biden đã sử dụng ảnh hưởng của mình để bảo vệ con trai và Burisma. Một sự kiện quan trọng là việc ông Biden thúc đẩy việc cách chức công tố viên người Ukraine Viktor Shokin, người đang điều tra các cáo buộc tham nhũng, bao gồm cả tại Burisma. Chuyên gia Nga Kalashev cũng tin rằng lập trường của ông Trump về châu Âu phù hợp với lợi ích của Nga, trong khi những lời chỉ trích trước đây của ông đối với NATO và việc ưu tiên các thỏa thuận song phương hơn hợp tác đa phương cũng phù hợp với quan điểm của Moscow.
Quan điểm của ông Trump về hợp tác với châu Âu được đánh dấu bằng sự hoài nghi đối với các thể chế như NATO và EU. Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Trump đã chỉ trích các quốc gia châu Âu, đặc biệt là Đức, vì đã không đóng góp đủ cho chi tiêu quốc phòng. Thậm chí ông còn đôi khi gọi NATO là lỗi thời. Nhưng mặt khác, ông Trump lại là người dễ xúc động và khó đoán. Bà Harris dễ đoán hơn nhiều, và đó là một điểm cộng. Ông Kalashev nói, trong khi đó, nhà phân tích chính trị Nga Viktor Korizev không đồng tình với đánh giá rằng ông Trump sẽ là lựa chọn tốt hơn cho Moscow, cảnh báo rằng chiến thắng của Đảng Cộng Hòa có thể làm leo thang xung đột với Nga. Về quan điểm chính thức của Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nhiều lần kêu gọi Mỹ ngừng lợi dụng Nga trong chính trị nội bộ của mình, nhận xét rằng cả hai phe trong chính trường Mỹ đều cạnh tranh để tỏ ra cứng rắn hơn với Moscow. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cũng hạ thấp tầm quan trọng của cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 tại Mỹ, nhấn mạnh rằng chính sách của Mỹ đối với Nga sẽ không thay đổi bất kể ai thắng cử, vì nó được quyết định bởi các thế lực sâu xa trong giới cầm quyền Mỹ. Trong bối cảnh chỉ còn hơn một tuần nữa là đến ngày bỏ phiếu, chiến dịch tranh cử của cả cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Harris đều đang dốc toàn lực vận động để có thể nới rộng khoảng cách với đối thủ, dù thế cạnh tranh đang vô cùng xít sao. Giữa bầu không khí căng thẳng đó, nhiều cử tri Mỹ nói rằng cuộc bầu cử năm nay khiến họ có một cảm giác rất khác so với những lần trước đây. Nhiều cử tri lo ngại về tương lai chia rẽ và bất ổn đang chờ đợi họ, bất kể là ông Trump hay bà Harris đắc cử Tổng thống. Theo họ, nó không phải là một cuộc ganh đua chính trị thông thường, mà giống như một cuộc chiến hỗn loạn có thể đe dọa nền dân chủ Mỹ về lâu dài. Tôi thực sự lo ngại vì tôi nghĩ nếu ông Trump thắng, chúng ta sẽ gặp rắc rối rất lớn. Đây là một chủ đề quá sâu để mà nói, nhưng tôi lo lắng về cuộc bầu cử vì chúng đến quá gần rồi, và tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể cảm thấy được là cuộc bầu cử sẽ đi theo hướng này hay hướng khác một cách rõ ràng, và điều đó thật đáng sợ. Tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn nếu bà Kamala thắng cử, vì tôi nghĩ là mọi thứ sẽ tồi tệ hơn. Tôi không nghĩ là bà ấy mạnh mẽ và bà ấy đã cho thấy những điểm yếu. Tôi rất lo. Chúng ta không thực sự có những lựa chọn mà chúng ta muốn. Có thể là như thế. Lúc này thì tôi đang ở thời điểm mà vấn đề nằm ở chỗ ai là người ít tệ hơn thôi. Tôi mong tất cả những thứ vớ vẩn này chóng qua. Tôi nghĩ là tôi đang bất an. Mà đúng là tôi đang bất an thật. Nhưng tôi hy vọng là mọi người sẽ nhìn vào tất cả các dữ liệu và đưa ra quyết định hợp lý. Theo một cuộc thăm dò do Wall Street Journal công bố hồi tuần trước, 87% cử tri nói rằng nước Mỹ sẽ phải chịu tổn hại vĩnh viễn nếu ứng viên của họ thua cuộc. Trong số những người ủng hộ bà Harris, 57% nói họ cảm thấy sợ hãi nếu Trump được bầu, trong khi 47% cử tri của ông Trump có cảm nhận tương tự với ứng cử viên Đảng Dân Chủ. Ít nhất một nửa số cử tri cho biết họ lo bạo lực có thể xảy ra dù ông Trump hay bà Harris thắng cử, và 53% nói rằng tình trạng chia rẽ trong xã hội vẫn sẽ tiếp tục gia tăng bất kể kết quả bầu cử ra sao. Cuộc thăm dò trên cũng cho thấy ông Trump chỉ dẫn trước bà Harris với cách biệt nằm trong phạm vi sai số, tương tự kết quả nhiều cuộc khảo sát khác gần đây được thực hiện trên toàn quốc và tại các bang chiến trường. Ngay cả chuyên gia thăm dò dư luận Ned Silver, người nổi tiếng với việc dự đoán đúng kết quả bầu cử, cũng nói ông không thể đoán trước được kết quả bầu cử năm nay sẽ đi theo hướng nào. Nhưng dường như tất cả đều có chung một cảm nhận rằng chia rẽ và bất ổn là điều khó tránh khỏi. Trong các cuộc phỏng vấn, nhiều chiến lược gia Dân Chủ và Cộng Hòa đều cho biết không thể chắc chắn về một chiến thắng cho ứng cử viên của đảng mình khi họ đánh giá những yếu tố có thể thay đổi kết quả cuối cùng. Nhiều đảng viên Cộng Hòa đang thể hiện sự tự tin, nhưng ở phía sau, không ít người thừa nhận họ không hoàn toàn chắc chắn. Thông điệp của cả hai ứng cử viên đều làm gia tăng nỗi sợ hãi. Tuần trước, bà Harris đã gọi ông Trump là phát xít và tổ chức một cuộc họp báo để hướng truyền thông chú ý đến những bình luận từ cựu chánh văn phòng của ông Trump, người mô tả cựu tổng thống là kẻ độc tài tương lai. Ông Trump trong khi đó gọi bà Harris là mối đe dọa đối với nền dân chủ, đang cố gắng phá hủy đất nước của chúng ta. Còn tỷ phú Elon Musk, người đang vận động cho ông Trump tại Pennsylvania, lại cảnh báo cử tri rằng đất nước sẽ diệt vong và sẽ không còn cuộc bầu cử nào nữa nếu cựu tổng thống Trump thất cử. Nếu các cảnh báo nhằm mục đích thôi thúc cảm giác cấp bách trong cử tri, có vẻ như chúng đang thành công.